vị nha, hiện bây giờ mình có công việc đi về Bình Dương đó, mình đi lo một số công việc thì mình sẽ review lại trên con đường này có những cái cảnh vật như thế nào, người dân sống ra sao thì quý vị xem nhé. Rồi hiện bây giờ mình đang đi qua cầu, một cây cầu, nếu người dân nào ở Gò Vấp, quận 12 và Hóc Môn đều biết đó là cái cầu Phú Long mới. Đấy, thì cái cầu cũng mới làm thôi vị, kết nối giữa tỉnh Bình Dương là huyện Lá Thiêu và quận 12 ha. Đó, từ ngày có cái cầu này thì sự thông thương giữa hai tỉnh phát triển đột biến ha. Đó, như các vị thấy là con đường này đi qua một cái bờ sông rất là đẹp, đó là sông Sài Gòn. Thì sông Sài Gòn trải dài từ Củ Chi, Hóc Môn, quận 12 cho tới rẽ nhánh vào trung tâm thành phố. Đó. Thì bây giờ cầu rất là rộng. Mỗi hướng, mỗi chiều là 3 làn xe, 2 làn xe cơ giới và 1 làn xe Honda, xe 2 bánh. Rồi mình đang đi trên con đường, mình mới vừa qua cầu Phú Long ha. Thì đi rất là êm, cầu Phú Long mới làm tuyệt vời luôn đó. Hơi nghiêng xíu. Thì tại khu vực ở đây thì người dân họ kinh doanh cũng rất là sầm uất ha, xe tải cũng nhiều ha, chở đồ từ Bình Dương về Sài Gòn để cung cấp các cái mặt hàng như trái cây và cung cấp nhu yếu phẩm. Rồi sắp tới mình sẽ quẹo trái, đó là trạm thu phí khi vào cái tuyến quốc lộ á, quốc lộ 13 nghe quý vị ơi, bên tay trái mình nè. Đây là quốc lộ 13, thông thương giữa là cái đường giao thông chủ yếu kết nối giữa tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn hiện bây giờ. Mình đang đi qua cái trạm thu phí đây quý vị. Trạm thu phí này là giá vé là 15.000 một lượt xe. Rồi mình đang hiện bây giờ đang tại Thuận An, Bình Dương, xã Thuận An, Bình Dương ha, phường Lá Thiêu. Rồi quý vị xem đây là khung cảnh hai bên đường tại Bình Dương, thị xã Thuận An. Hai bên đây có những cái nhà máy và nơi sản xuất rất là lớn nha quý vị. Với quy mô những cái tập đoàn nước ngoài họ cũng về đây đầu tư rất là nhiều. Bên tay trái và bên tay phải quý vị mới đi xem qua là có những cái bức tượng á, những cái lò gốm á, lò vôi á, nổi tiếng tại Lá Thiêu từ xưa tới bây giờ luôn nha quý vị. Cái mặt hàng này được rất ưa chuộng bởi nước ngoài như các cái nước bạn đó, như Hàn Quốc, Nhật Bản và xuất khẩu cho bên Mỹ, châu Mỹ đó. Rất nổi tiếng và tại Lá Thiêu là về hàng gốm sứ. Vì cái mặt hàng này mình cũng có mua tại Lá Thiêu một số sản phẩm, mình cảm giác là rất là đẹp. Về cái nước gốm, nước sơn nó phủ ngoài á, độ bóng có và rất là bền ha. Về giá trị thẩm mỹ rất là cao. Nên được trang trí tại những cái khách sạn lớn hoặc là những cái ngôi nhà mình, những cái góc nào thân thương thì mình có thể trang trí tại đó thì cũng rất là đẹp. Rồi đây là như bạn thấy là hiện bây giờ Bình Dương rất là phát triển ha. Bên đường các quán xá mở lên sang sát nhau.
xưa mình thấy đi ngang qua đây cũng cách đây mười mấy năm, đi ngang qua đây nó cũng không có tới mức là tấp nập tới như vậy đâu, thì nó cũng thưa lắm, nó hơi thưa chút xíu, nó vẫn là phát triển nhưng mà nó không bằng như bây giờ. Đi ngang qua những cái doanh nghiệp mà làm gốm đó quý vị, bên đây phải bên này là những cái doanh nghiệp làm gốm sứ phân phối cái mặt hàng xuất nhập khẩu luôn. Phía trước là có những biển hiệu hướng dẫn về bệnh viện quốc tế BKM là 200m nè, bên trái nè, thành phố mới Bình Dương là 19km, khu công nghiệp V-Ship 1 đi thẳng. Đây là những cái những công trình trọng điểm của tại tỉnh Bình Dương đó. Có những cái bảng hiệu rất là rõ ràng ha. Rồi bên tay trái quý vị thấy bên trái hình mình chuẩn bị mình đi qua là bệnh viện đó quý vị, hồi nãy có bạn là 200m là bên tay trái là bệnh viện quốc tế ha, BKM là lớn. Và kế bên bệnh viện là một trung tâm thương mại rất là lớn, đó là Lotte Mart của Hàn Quốc đầu tư tại Bình Dương. Quy mô và diện tích rất là rộng. Này và mình nhìn thấy khoảng tầm độ gần 3 hectare xung quanh. Họ làm cái diện tích rất là rộng ha, bãi giữ xe hay là bãi giữ xe hơi hay là xe Honda cực kỳ rộng và thoải mái khi người dân đây đến để mua những cái vật dụng cần thiết. Thì chỗ giữ xe cũng là một cái điểm nổi trội tại doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc này. Thì giữ xe tại đây thì rộng rãi, thoáng mát, nhân viên ăn cần. Một điểm cộng của siêu thị, đại siêu thị Lotte. Rồi mình sẽ tiếp tục qua. Ở bên tay phải vẫn là những cái doanh nghiệp đồ gốm cực kỳ phát triển tại đây. Những cái mặt hàng này rất là nhiều, những cái mẫu mã phong phú. Ngoài làm gốm sứ rồi có những cái hình tượng rất là đẹp ha, như cá rồi thác dòng sông, các bức tượng tranh như thời La Mã hay là tượng Phật rất là đẹp. Nhiều, rất là nhiều mẫu mã nha quý vị. Nếu có dịp quý vị có thể ghé về Lá Thiêu và có thể ghé vào những cái doanh nghiệp mà chuyên cung cấp các cái làm đồ gốm á, thì quý vị sẽ tận mắt thấy những cái mẫu mã này. Họ làm rất là chi tiết. Rồi mình chuẩn đi ngang qua một cái hãng Toyota. Đó, quy mô ha. Chuyên cung cấp bán là các sản phẩm của chính hãng Toyota và bảo trì bảo dưỡng tại đây luôn. Thì Toyota là rất là nổi tiếng về chất lượng xe, thương hiệu toàn cầu đấy. Bình Dương đặt tại đây. Thì Bình Dương bên cạnh có những cái cơ sở doanh nghiệp quốc tế đầu tư ở đây thì có những cái hãng xưởng xe rất là lớn ha, Honda, Toyota, Chevrolet của hãng của Mỹ, Kia của Hàn Quốc, Hyundai của Hàn Quốc cũng đặt tại đây hết ha. Mình mới đi qua một cái hãng Taco của Liên Doanh, cũng chỉ cung cấp xe tải. Rồi phía trước mặt quý vị đó là ngân hàng Đông Á Bên, tòa nhà building mới xây ha, rất hiện đại. Rồi mình vừa nói là có liền Honda đặt hàng ở từ. Thì mình thấy mình thấy tất cả những cái điểm buôn bán kinh doanh mà muốn phát triển và đẩy mạnh về thương hiệu á, nếu mà họ muốn mạnh về thương hiệu và có cái lượng bán hàng ra mà cao á